Bắt đầu phản kích anh trai độc ác nhờ vào khuôn mặt giống hệt mà thay thế. Nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ ngài rửa giày. Ừ. Người lui ra đi, ta tự làm. Tiểu thư, ta không có gì khác. Nhà họ Phương nhiều người làm không giống ở bên sườn núi. Ngươi cũng không muốn người khác biết. Ngươi có khuyết điểm. Ngươi không muốn đem chuyện này đi kiện ta sao? Ta kiện ngươi có lợi gì cho ta? Đúng là vậy, nhưng kiện ngươi cũng chẳng có ích. Ừ, ngươi sợ ta vào phòng ngươi sao? Khoa tàn liễu bại, sợ gì bị ngủ cùng. Đợi đến khi Thu Ly hôn đến, ta cũng sống tốt hơn bị người đời khinh rẻ. Điều này không giống tính cách của ngươi. Ta nhìn đàn ông quá kém. Hôm nay dù chưa vào cửa nhà họ Từ, nhưng cũng là hoa lớn đỏ thắm. Bị người ta nhìn thấy, một nữ tử cưới hai chồng là nhục. Nếu lại bị ly hôn, sống để làm gì? Hơn nữa theo quy tắc, ta không có con cái. Nếu bị ly hôn thì sẽ bị quan phủ cưỡng ép tái hôn. Lại tái hôn người thứ ba ta thả chết. Ờ, cất dao đi, người cũng xui xẻo. Lúc này, dù hợp lý hay ly hôn, đều không thích hợp. Nhưng có một điều ta phải nói rõ, người em trai cùng cha khác mẹ của người dính liều đến vụ án cưỡng hiếp giết người. Lúc đó là Từ Lãng luôn che giấu. Cũng vì điều này, cha ngươi mới phải nịnh bợ Từ Lãng. Anh có ảnh hưởng đến cha ta không? Cha ngươi chắc không sao. Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ về làm Thanh Sơn. Những chuyện xảy ra sau này, ta không biết gì hết. Nếu không phải ta đến kịp hôm nay, ngươi vào biệt viện của Từ Lãng, thì đã là người của Từ Lãng, chắc chắn sẽ trở thành tội phạm. Tội của Từ Lãng là không thể trốn thoát. Nguyên phối của hắn có thân phận không đơn giản, còn có thể miễn tội. Ngươi thì không may mắn như vậy. Hoặc vào cơ quan tôn giáo làm quan kỹ, hoặc rơi vào thanh lầu thấp kém nhất. Còn thảm hơn nhiều so với việc bị ly hôn tài giá 3 lần. Ta có ân lớn với ngươi đấy. Ngươi muốn ta làm gì? Đến cọ lưng cho ta. Ta đi thay quần áo. Không cần mặc bộ lễ phục này, nhìn vào dễ bị kích động. Kỳ hì không biết nếu Từ Lãng thấy cảnh này, có tức chết hay không? Ngươi không ly hôn ta, không phải vì sợ ta chết, mà vì lợi dụng thân thể của ta. Phải không hừ? Hừ hừ. Giờ ta thiếu phụ nữ sao? Cũng đúng. Nhưng ngươi đặc biệt nhất. Ừ, ta có gì đặc biệt? Có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta biết ngươi cũng muốn trả thù Từ Lão. Từ lâu rồi, ta đã phát hiện ngươi ban đêm hay đứng ngoài cửa nghe trộm. Đêm nay ta sẽ chiều ngươi, chỉ tiếc là ngươi không làm chuyện đó được. Sợ là Từ Lão biết được, cũng sẽ cười ngươi. Nếu không ta chẳng ngại cùng ngươi vào ngục. Trước mặt hắn, cho ngươi thực sự trả thù hắn ơ. Ha 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 ha. Anh. Sao có thể thế này? Hắn không hề có khuyết tật. Thế là sao? Từ Lãng lừa ta, hay là Từ Lãng cũng bị người đàn ông này lừa? Anh. Ngươi, khi ở làng Thanh Sơn ngươi vào phòng ta, một buổi sáng thức dậy, miệng thấy kỳ lạ, chính là mùi vị vừa rồi. Ha 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 ha. Ngươi say rồi, không chỉ một lần, ngươi rõ ràng là có khuyết tật mà. Hắn chắc chắn cố tình, chắc chắn bị hắn sàm sỡ. Không chỉ một lần, mà chiêu trò vừa rồi cũng quá nhiều, là những thứ ta chưa từng trải qua. Không lừa Từ Lãng, hắn sao có thể yên tâm dùng ta? Dậy đi, hôm nay ngươi sẽ về làng Thanh Sơn. Sáng sớm đã nghe trộm ngoài cửa, còn chui vào lòng đàn ông. Sao cha vợ ta dạy con gái lòng thế hư? Ngày con tôm của mẹ, ngươi biết đùa thật, ta là mẹ ngươi mà. Muốn làm mẹ ta đến vậy, ta chẳng nhớ đã ăn cơm nhà ngươi. Ngày con tôm, mẹ đến gọi ngươi ăn sáng, ngươi nhanh ra phòng khách. Bà ta dù sao cũng là người của cha ta, là bậc trưởng bối. Nếu ngươi muốn người hầu, khi ta về làng Thanh Sơn sẽ mang tiểu thúy theo. Ta chỉ tò mò người đàn bà nhiều mưu tính nhưng lại nhát gan này. Nếu ngày nào nhà họ Hứa sụp đổ, bà ta sẽ sống sao? Chẳng lẽ người em trai cùng cha khác mẹ của ta phạm tội lớn? Con rể hiền, các người đã đưa bao nhiêu bạc cho Từ Lãng? Nhà họ Phương là thương gia, chắc là có thói quen ghi chép. Con rể hiền, từ nay nhà họ Phương và Từ Lãng cắt đứt quan hệ, tuyệt đối không liên lạc nữa. Ta biết ít nhất là 3-4 nghìn lượng bạc. Từ Lãng, con sói đói không no, con lấy của ta mấy trăm lượng và 1 nghìn lượng tiền cưới, giờ là mất trắng cả rồi. Có ghi chép gần 5 nghìn lượng, đó là tiền mồ hôi nước mắt của nhà họ Phương. Giờ nhà họ Phương nhìn bề ngoài thì phồn, nhưng thực tế là chi tiêu hàng ngày không đủ, bị Từ Lãng rút hết rồi. Có muốn lấy lại chút nào không? Đương nhiên là muốn. Con rể hiền, nếu có thể lấy lại, ta nguyện ý đưa 3 phần cho ngươi làm thù lao. 5 phần, chia 3-7. Con rể hiền, 7 phần, ta cho ngươi 1 phần. Ngươi đem ghi chép Từ Lãng lấy bạc của nhà họ Phương, sắp xếp thành tập, nộp ra, rồi viết một bản tuyên bố, nói rằng bị Từ Lãng ép buộc đưa bạc. Ngoài ra, tháng trước nhà họ Phương mua giá rẻ tù lâu cũng giao ra luôn. Cái này... Con rể hiền, 1 phần ít quá, chỉ có hơn 500 lượng. Con từ lâu phía Bắc Thành, ta bỏ 1 nghìn lượng mua lại, mỗi tháng kiếm được 200 lượng. Ta kinh.
Từ Lâu phía Bắc thành 1.000 lượng là mua được. Cha vợ, ông giỏi làm ăn thật. Từ Lãng đã khai rồi. Nhà Từ Lâu đó chủ nhà có 3 con gái bị cưỡng sát, là Phương Cường làm. Còn ông giết cả nhà người ta. Ông chiếm Từ Lâu của họ. Nhà họ Phương các người thật tàn nhẫn. Các người còn ngồi đây ăn cơm, nên cảm ơn ta rồi. Còn chê một phần ít. Con rể hiền, người nhất định phải cứu ta. Hạ, ta nghe ngươi. Này con tôm của mẹ, người nhất định phải cứu đứa em tội nghiệp của ngươi. Gọi Phương Cường dậy, cùng ta đến quan phủ. Ba đứa con gái nhà đó, ngươi tưởng một mình làm được à? Bố mẹ ơi, con dám chạy. Anh rể tha mạng, ta bị oan trong vụ án đó. Từ Lãng hạ thuốc cho ta. Ta không muốn làm, không muốn. Con ơi, con thực sự giết người à? Mẹ cứu con, cứu con. Khi con tỉnh dậy thì người phụ nữ dưới con đã chết. Lúc đó con rất sợ, con chẳng nhớ được gì. Trước đó con không nói là Từ Lãng hạ thuốc à? Khi đó Từ Lãng chưa gặp chuyện, con đâu dám nói gì. Hơn nữa người phụ nữ đó thực sự chết dưới thân ta. Khi ta tỉnh dậy còn chưa tách ra. Đồ đáng chết Từ Lãng, hại nhà họ Phương ta, kẻ tham lam này. Để hắn chết đi. Trời ơi, chúng ta chỉ là thương nhân, thực sự không dám chống lại sai nha. Hừ hừ hừ. Nếu các ngươi không tính toán, Từ Lãng dù muốn hại các ngươi, cũng không dám cản rỡ như vậy. Mẹ cứu con không muốn chết. Đến quan phủ thành thật khai báo, ta có thể xem xét giữ lại mạng cho hắn. Phải khai thật. Nhanh chóng nộp sổ ghi chép Từ Lãng lấy bạc và giấy tờ nhà Từ Lâu đó, nộp hết cho quan phủ. Ngươi từ đầu đã biết việc của Hứa Hạ Nhân rồi đúng không? Ngươi là vì báo thù ta, hôm qua ép ngươi gả cho Từ Lãng làm thiếp, mới để Hứa Hạ Nhân đối xử với nhà họ Phương ta như vậy. Ha 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 ha, ngươi nghĩ ta đi cầu xin hắn sẽ nghe sao? Nhà họ Phương trước đây đối xử với hắn thế nào? Ngươi không quên chứ? Ngươi thực sự nghĩ 1.000 lượng tối qua, cộng bữa sáng hôm nay, có thể khiến hắn ngoan ngoãn, làm con rể tốt của nhà họ Ngươi đi tìm hắn, hắn muốn bao nhiêu bạc? Ta gom góp, chỉ cần Từ Lãng có thể ém chuyện này. Hắn chắc chắn sẽ, ta chỉ cần đệ Phương Cường bình an vô sự trở về. Đó là cháu đích tôn của nhà họ Phương. Cháu đích tôn, hừ, xem ra trong mắt ngươi con gái chỉ là của nó. Có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ta khuyên ngươi vẫn tiết kiệm đi. Nếu hắn muốn bạc, một lý do cũng đủ để tịch thu nhà họ Phương. Đến lúc đó toàn bộ của cả nhà họ Phương đều là của hắn. Nếu ngươi bớt tính toán, hợp tác thật thà, nộp bằng chứng Từ Lãng lấy bạc, rồi để con trai ngươi hợp tác khai Từ Lãng, sau đó sớm cắt đứt quan hệ với Từ Lâu liên quan đến vụ án. Có lẽ con trai cưng của ngươi còn cơ hội sống rời khỏi quan phủ nhà tù. Anh Hạ Nhân, người Nhật đến thành Nam. Từ Lãng đã làm dân oán sôi sục, nghe nói còn ép lương dân làm cái mại dâm. Nếu cho ta thêm thời gian điều tra rộng hơn, ta có thể điều tra rõ hơn. Không cần điều tra nữa, thể diện của quan phủ vẫn phải giữ. Nếu để chuyện xấu của Từ Lãng lộ ra, sau này chúng ta làm việc sẽ bị động. Vậy phải xử lý thế nào? Đóng phạt rồi thả. Đã đến lúc trở về làng Thanh Sơn giải quyết chuyện của anh trai rồi. Có chuyện gì không? Chào chị dâu. Ngươi vào nhà trước đi. Tìm kiếm khắp nơi, thông tin nói ở quanh đây. Phạm sáu nhỏ thế này, chắc là tìm thi thể, chứ không phải người sống. Họ không dám chậm trễ. Trong nhà ngoài tìm kiếm khắp nơi, báo cáo không thấy gì bất thường. Đi xem chỗ kia. Hạ Nhân chỉ về hướng hầm. Tần Lôi và người khác gật đầu. Mở nắp hầm, tản khí, sau đó vào hầm. Anh Hạ Nhân, tìm thấy rồi. Tên Từ Lãng đáng chết, dám chôn thi thể ở hầm nhà họ Lý. Anh, nhà có xác chết sao? Đây có phải là em trai mất tích của người, Tuyết Cửu? Anh Hạ Nhân phát hiện trên thi thể có thừa nhận tội. Người này chắc là em trai mất tích của người, không kỳ ai. Em trai tội nghiệp của ta, ngươi là người nông dân thật thà, cả đời chưa từng ra khỏi làng, không những bị Từ Lãng giết, còn bị ép viết thư nhận tội. Từ Lãng thật quá đáng. Quá đáng, là ta hại ngươi. Nếu ta không làm quan, Từ Lãng sẽ không chọn ngươi làm thế mạng. Anh Hạ Nhân xin nén đau, mọi chuyện là lỗi của Từ Lãng, không phải lỗi của ngươi. Anh Hạ Nhân, sức khỏe bị tổn thương, ngươi còn phải lo chuyện lớn. Từ Lãng đáng chết, anh Hạ Nhân, tất cả không phải lỗi đừng làm tổn hại thân mình, là ta có lỗi với đứa em tội nghiệp của ta. Chẳng phải nói hai anh em bất hòa sao? Chẳng lẽ là giả? Trông không giống, mặt đều đỏ rồi. Xem ra người ta chết rồi mới biết tiếc. Ha ha ha.
em trai ta chết thảm quá, ta nhiều lần xuống hầm mà không phát hiện ra, ta đáng chết, em trai ta lại bị chôn dưới hầm ẩm ướt tối tăm. Tử Lãng thật sự không cho hắn được siêu thoát. Ta còn nhiều lần dẫm lên hắn, dẫm lên em trai ta. Em trai ta chết rồi, Hứa Hạ Nhân từ nay trên đời này, thật sự là cô đơn một mình rồi. Anh, rất nhanh, dân làng nghe tiếng khóc, cũng kéo đến. Ôi, Hứa Nguyên Sơ thật, đáng thương, vừa mới cưới vợ, đã chết thảm như vậy. Anh trai hắn bây giờ là sai nha. Nhà họ Hứa sắp phát đạt, hắn còn trẻ thế mà đã chết. Những người dân làng nghe tiếng khóc than của gia đình, cũng cảm thấy chua xót, đặc biệt là những người phụ nữ đều rơi nước mắt lã chã, nói rằng anh trai nhà họ Hứa là người trọng tình cảm, người nhà đừng để bị tổn thương. Người giờ là sai nha. Gánh nặng trên vai nặng lắm, huyện Thanh Sơn không thể thiếu ngươi, làng Thanh Sơn chúng ta cũng không thể thiếu ngươi. Tin tức nhanh chóng lan truyền, Phương Viễn Sơn và Hào Quân lập tức dẫn người đến. Ban đầu hai người thấy một thi thể, con tưởng hạ nhân dựng lên để giết Từ Lãng, nhưng nghe nói là em trai hắn. Sự đau buồn của hạ nhân đã xóa tan ý nghĩ đó. Từ Lãng thật sự độc ác đến vậy sao? Không chỉ tham ông hối lộ, còn là kẻ đứng sau vụ cưỡng hiếp giết người ba cô gái và một bà vợ của quản lý, cuối cùng còn giết em trai Hứa Hạ Nhân để thế mạng. Nếu vậy, không trách triều đình lập bộ binh chỉnh đốn đội ngũ sai nha. Muốn xử lý Từ Lãng xem ra không được rồi. Ở một phủ đệ tại huyện Thanh Sơn, bảng tên trên cửa viết chữ Hoa Phủ. Đây là nhà của Từ Lãng, chính xác hơn là phủ của vợ Từ Lãng. Khi còn là sai nhà, Từ Lãng cẩn thận tỉ mỉ, khiêm tốn lễ phép, không ngờ lại trở nên thế này. Ngươi nói xem, con người khi làm quan có phải sẽ phơi bày mặt xấu xa không? Lão nô cũng không rõ. Những người luôn phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, liên quan đến cưỡng hiếp giết người sẽ làm mất danh dự của phu nhân. Thở dài, phái người đến phủ Thanh Châu thu hồi thư cầu cứu, cắt đứt mọi liên hệ với Từ Lãng, mang văn thư và lê đến nhà lao quan phủ, bắt Từ Lãng ký tên. Vương phu nhân, tài sản của Từ Lãng có thu hồi không? Thôi, Từ Lãng làm sai nha mấy năm, nếu trong sạch thì không hợp lý, xem như hiến cho huyện Thanh Sơn quan phủ. Phu quân, Triệu Oản Nhi bất chấp mọi người xung quanh, lao vào xác chết. Nước mắt như mưa, giọng nói tràn ngập nỗi đau không kìm nén được. Một cô gái vừa mới kết hôn, chồng chưa kịp động phòng đã ra đi, lần gặp lại đã thành người chết. Nhu đứng bên cạnh hạ nhân, nhìn một cái, nhìn hai cái, hắn đột nhiên chấn động, nhìn thi thể với ánh mắt ngây dại. Vì thi thể đã phân hủy, không nên để lâu, phải sớm chôn cất. Dân làng đưa tang, Phương Viễn Sơn, Hảo Quân và Tần Lôi cùng các sai nhà đi. Hạ nhân đi trước quan tài, dẫn đầu đám tang. Hừ, mặt đau rát vì bị đánh, nước mắt chảy nhiều. Anh trai tốt, ta đối xử tốt, chính ta cũng cảm động. Con tìm cho ngươi một đứa con trai, đội khăn tang, đưa ngươi ăn nghỉ. Sau này mọi thứ trên đời không liên quan đến ngươi nữa. Hãy đầu thai tốt nhé. Hy vọng kiếp sau ngươi vào nhà giàu có. Yên tâm, ta sẽ sớm đưa Từ Lãng xuống gặp ngươi. Ngươi có oan khuất thì tìm Từ Lãng. Còn một điều nữa, chị dâu cao quý của ngươi, nhưng sau lưng thì chơi rất vui vẻ. Anh trai tốt, ngươi có thể yên nghỉ rồi. Anh hạ nhân lo chúng ta rời quan phủ sẽ có biến. Chúng ta quay về trước. Được. Hạ nhân, tên triệu chí bằng không đến. Theo lý mà nói hắn phải nhận được tin tức chứ. Hừ. Không cần để ý đến hắn, muốn giữ cả hai đầu. Đâu có chuyện tốt như vậy. Anh hạ nhân, danh sách 6 sai nhà dự bị, ta đã tìm xong. Đi, chúng ta về quan phủ. Sau khi về phủ, hạ nhân nộp hồ sơ dày cộp cho cố trung dân. Cuối hồ sơ, hạ nhân để lại một mẩu giấy, viết ý kiến phán quyết, tịch thu tài sản Từ Lãng, chém đầu lập tức, Triệu Thái và 4 người khác phạt tiền gửi tiền. Theo quyền hạn của bộ binh và Hứa hạ nhân, xử lý mọi vụ án. Khi tuyên án, phải đọc đúng theo giấy. Nhanh thì 2 ngày là tuyên án. Anh hạ nhân, vừa rồi ta đến nhà lao, chiều có người gặp Từ Lãng, lệnh của hình mẫn cho vào. Ta hỏi thăm, là lão bộc của vợ Từ Lãng, đến ký văn thư. Hừ, xem ra Hoa phu nhân bỏ Từ Lãng. Hoa phu nhân là người thể diện, Từ Lãng nên quan vụ cưỡng hiếp. Lúc này chỉ có cắt đứt quan hệ mới đảm bảo không bị vấy bẩn. Từ Lãng trước đây là nhân vật nổi tiếng quan phủ, có tiền có tiền, có quyền có quyền, cuối cùng lại thân bại danh liệt, người vẫn nên khiêm tốn một chút. Trước khi xử Từ Lãng, ta sẽ không đến. Xin nghỉ 2 ngày, sau khi tan sở, hạ nhân về làng Thanh Sơn. Vừa đến nhà thấy Triệu Oản Nhi chưa đi, nói chuyện với Phương Nhu trong nhà. Gặp anh trai, cảm ơn anh trai đã rửa oan cho chồng em và chôn cất an toàn. Đứng lên đi. Nguyên Sơ cũng là em trai của tôi, bây giờ Nguyên Sơ đã đi rồi, ở dân gian không có quy tắc để tang, cô cũng nên lo cho mình nhiều hơn. Không ngoài là hung thủ hoặc tái hôn, hai lựa chọn, nếu cô có người yêu, cứ nói với tôi, cô yên tâm dù tái hôn, tôi vẫn coi cô như người thân, sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Hứa cô thật sự muốn thế à, cứ không phải sáng nay không làm gì sao, anh ta tức giận nên mới giận dữ ở đây. À,
Tôi không có người yêu. Chồng tôi đã đi rồi. Từ nay mọi việc em nghe anh trai quyết định. Hừ. Chuyện này không gấp. Trước tiên nấu cơm đã. Trong nhà anh chỉ còn lại những thứ này thôi. Chiều tối, chị dâu mang hết đồ ăn trong hầm đi. Còn nhờ người san bằng hầm. Hừ, người phụ nữ phá hoại. Đồ ăn trong bếp còn phong phú. Tôi nhanh nhẹn xào đồ ăn. Lò luôn thêm củi. Lửa đỏ rực, chiếu sáng khuôn mặt xinh xắn. Phương Nhu vừa hỏi mình có thực sự muốn. Nói thật nhìn khuôn mặt xinh xắn. Thật không nỡ. Anh trai nghe nói cô làm quan chính thức. Đây là chuyện vui. Tôi có nên thay đồng phục? Không làm phiền niềm vui của cô. Cô mặc đồng phục vì em trai tôi không sao. Anh trai là người tốt. Tóc mây nhẹ nhàng thiền ý. Lông mày dịu dàng như sương sớm. Tóc mây muốn qua má thơm. Anh trai có ý gì vậy? Anh ấy khen chị dâu của các em. Trong nhà không cần khách sáo. Cơm canh đã xong rồi. Ra ngoài đi hừ. Chờ cơm canh lên bàn, Tông ra hiệu cho chị Uyển đứng ở cửa bếp. Cũng qua ăn cơm. Anh trai, chị dâu. Tôi ở bếp ăn bánh bao là được rồi. Ăn không hết cũng thế. Để nhanh lên ngồi xuống. Tôi đi là được. Có vẻ như đàn ông đều thích người phụ nữ dịu dàng hừ. Chị Uyển lo lắng nhìn Phương Dung, rồi cúi đầu cắn hai miếng bánh bao. Thỉnh thoảng nhìn bầu trời. Đêm ngày càng tối, không đi sẽ không an toàn. Mang ra cửa bếp ăn đi. Cũng không cần vào bếp nóng. Cảm ơn anh trai. Ăn xong, Triệu Uyển đứng ở cửa bếp nhưng không đi. Ừ, cô đứng đó làm gì? Tôi đợi anh trai ăn xong, rửa bát đũa rồi về nhà. Ừ, cô thật là đảm đang. Đột nhiên trong nhà có tiếng động. Là tiếng then cửa bị cài lại. Âm thanh không vui. Buổi tối đi lại khó. Cô ngủ ở phòng sách, ở đó có giường đệm. Triệu Uyển do dự mãi, biết là trời tối khó đi, cũng không dám yêu cầu Tôm đưa về. Cuối cùng nhìn Tôm, vẫn chưa ăn xong. Ờ, cô đi nghỉ đi, tôi còn ở lại dọn dẹp sau. Cảm ơn anh trai. Hê hi. Rượu nho trong chén dạ quang. Muốn uống thì đàn tỷ bà thúc giục. Lấy ngựa lấy ngựa. Ngươi quả nhiên không chỉ một lần vào nhà, hừ hừ hừ, cũng không đến nhiều lần. Người rốt cuộc là ai? Mê mông tại sao lại ngốc như vậy? Ngươi không kinh ngạc, đối với ta lộ ra vẻ đề phòng. Ánh mắt nhìn ta vẫn bình tĩnh. Ngươi dường như đã chuẩn bị ta sẽ hỏi ngươi như vậy. Người rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Ngươi làm sao phát hiện ra? Hôm nay trong sân, ta phát hiện bắp chân của cái xác kia có vết kiếm. Đó là vết thương do mũi tên ở tiền. Mỗi khi trời mưa, người bị thương đều nói có chút đau. Vết thương đó tuyệt đối không phải của nông dân bình thường. Thì ra là vậy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chị dâu. Ngươi, ngươi, mê mông, mê mông. Như vậy không tốt sao? Từ khi Từ Lãng bỏ trốn chết, ta lại là nam nhân bình thường, có thể làm hài lòng ngươi. Nếu không phải ta, ngày hôm nay, ngươi sợ rằng đã sớm trở thành đồ chơi của Từ Lãng. Ngươi chờ đợi nhiều năm, nhưng lại trở thành thứ nuôi gà trong mắt người ngoài. Lúc đó không biết sẽ bị Từ Lãng đưa cho ai. Để phụ thuộc quyền quý, huống hồ. Có một số sự thật ngươi nói ra sợ rằng cũng không ai tin. Một người tự mình nghĩ cũng không sao. Nông dân làm sao có thể có suy nghĩ như vậy? Chị giàu tốt, đêm đã khuya rồi, nên ngủ đi. Từ nay ta là người nhà họ Hứa, là chồng trên danh nghĩa của ngươi. Sáng hôm sau thức dậy, Tông cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhàng vuốt ve má của Phương Nhược hề hề. Người khéo léo, đã biết thân phận của mình, không cần phải giả vờ nữa. Ngươi định khi nào bỏ Lý Họa? Cưới Uyển Nhi làm chính thất, ngươi tự mình hiểu rõ, có một số việc không thể để hắn biết. Hừ, ngươi quả nhiên là người nhẫn tâm. Nếu không phải ngày đó ta cẩn thận, hôm qua người bị chôn chính là ta. Ta có thể sống, có thể giữ cho hắn cả đời phú quý. Trong thời buổi này, ta tính là người nhẫn tâm gì? Sự nhẫn tâm của ta so với đại ca tốt của ta đã là lòng Bồ Tát rồi. Ta không bao giờ nghĩ người nhà họ Hứa mà ta biết trước đây lại giết em trai của mình. Và em trai đó không chết, còn giả vờ nói chuyện với ta. Ngươi ăn chung bàn, nghỉ ngơi cùng hắn. Điều đó làm sao để ta tự xử? Chị giàu tốt. Ngươi, ngươi cứ làm khó ta đi. Hề hề. Yêu thương ngươi không kịp. Bây giờ rất tốt, ngươi yên tâm làm chính thất nhà họ Hứa, giúp ta xử lý mọi việc. Người phụ nữ bên ngoài ngươi định xử lý như thế nào? Nàng là một người tốt, nếu có duyên, ta nguyện ý thành toàn cho nàng. Chẳng lẽ ta là người phụ nữ xấu xa? Ngươi lại nổi nóng rồi. Chị giàu tốt, chúng ta bây giờ là bạn cùng chiến hào. Nói chuyện chính sự, cút đi, chị dâu như mẹ, tuân lệnh. Anh trai ngươi dậy rồi. Cơm canh sắp xong. Không biết có hợp khẩu vị của ngươi không? Ta còn tưởng ngươi đã đi rồi. Ta định đi rồi, nhưng phải đợi anh trai và chị dâu dậy mới biết. Ta nấu chút nước đường cho giọng. Có thể cho chị dâu uống. Đêm qua ồn ào quá, còn nghe chị dâu như muốn ói. Khó chịu trong cổ họng. Nghe mà cổ họng ta cũng không thoải mái. Vất vả rồi. Sau khi ăn sáng, đã đưa chị Uyển Nhi về nhà. Giúp cô ấy lấy đầy nước uống. Trẻ củi. Quan sát xung quanh, sân vườn cũng an toàn. Anh trai gáo của anh rách rồi, hay là anh cởi ra để em giúp giặt và vá lại. Ngoài trời gió lớn, một lát sẽ khô. Không cần, về nhà tự vá là được.
Nhanh thôi, nhà có quần áo của chồng, chỉ là hơi cũ một chút. Mê mơ ai cưới được em thật có phúc. Đều là cưới chồng em mới ra thầy. Em chỉ là một ngôi sao xấu, làm hại anh trai mất một người em. Tình cảm của anh trai với em rất sâu đậm. 10 dặm 8 nàng đều khen ngợi, càng làm em tự trách. Em chỉ mong có thể làm gì đó cho anh trai, trong lòng cũng thoải mái hơn. Đừng khóc nữa, người ngoài thấy lại tưởng ta bắt nạt em. Anh trai là người lớn trong huyện, trong làng ai cũng muốn gả con gái cho anh. Em chỉ là một quả phụ, người khác đâu sẽ hiểu lầm anh trai bắt nạt em. Chỉ sợ sẽ nói em không biết liêm sỉ. Dạ gẫm anh trai, có người nói xấu rồi. Không, không có. Chỉ là những câu chuyện đùa lúc trà dư tử hậu, không phải chuyện lớn. Tôm thấy bộ đồ cũ của chủ nhân trước, tự nhiên vừa vặn, sau đó đến nhà của Thiết Đản, đại ca nhà họ Hứa. Anh và anh trai Nguyên Trụ thật giống nhau. Ừ, em trai ruột. Xin lỗi, lại làm đại ca nhà họ Hứa nhớ tới. Anh trai Nguyên Trụ, anh còn rèn mũi tên sao? Đây là mũi tên cần sửa của thợ săn trong làng. Đây là công cụ to nhất của ta. Làm tốt có thể kiếm 100 văn tiền, đủ ăn bánh bao khoai lang nửa năm. Những mũi tên này sửa mất bao lâu? Gần đây nhiều thợ săn vào núi, khoảng 1 tháng cũng hoàn thành. Đại ca nhà họ Hứa, nếu anh cần rèn gì đó, ta có thể tranh thủ giúp anh trước. Là thế này, tôi mô tả cho Thiết Đản hình dáng của nỏ bí mật trong ký ức. Võ công không tốt, vũ khí bù lại, nỏ này trong kho vũ khí của huyện nha chưa từng thấy. Xem ra thế giới này chưa có nỏ tồn tại. Vũ khí tầm xa vẫn chủ yếu là cung tên và máy bắn đá. Đại ca nhà họ ta có thể thử một chút, nhưng sắt nhà ta tạp chất nhiều quá. Rèn đồ thô thì được, nếu tinh xảo thì cần tinh thiết, nhưng tinh thiết ta không mua nổi, nhà cũng không có. Ngươi cần bao nhiêu tinh thiết? 1 cân là được. Nếu đi bộ, nửa cân cũng được. Ta cho ngươi 10 cân. Đừng sợ sai sót, chỉ cần rèn ra được. Ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi. Đại ca nhà họ Hứa, ta nhất định sẽ rèn ra được. Một lát sau, lại giải thích cho Thiết Đản từng bộ phận của nỏ bí mật. Thiết Đản nghe rất kỹ, thỉnh thoảng cũng đưa ra ý kiến của mình. Điều này làm Tôm yên tâm hơn. Về tới chỗ Triệu Uyển Nhi, thấy quần áo đang phơi trong sân, cô ấy không muốn chậm khô, đứng dưới quần áo đang phơi, cầm kim bắt đầu vá. Không vội mặc, không sao, một lát sẽ xong. Nếu anh không mặc bộ đồ này về, chị dâu chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Ờ, ngươi nhỏ người, nhưng lại suy nghĩ nhiều mới không bị ghét. Hồi nhỏ cha mẹ mất sớm, luôn sống ở nhà chú, nếu không biết nhìn sắc mặt, sẽ sống thế nào được. Ôi, ăn uống ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, nếu ngươi sống một mình ở đây sợ hãi, nuôi một con chó đi, sống ở đây, sau này không cần nhìn sắc mặt người khác nữa. Tôm tìm một cái ghế, dựa vào tường ngồi trong bóng râm. Triệu Uyển Nhi vừa vá, vừa lén nhìn Tôm, giống hệt chồng của mình. Đặc biệt khi mặc bộ quần áo càng này, gần gũi hơn, không giống như quần áo quý tộc, nhìn mà tim đập loạn, không dám nói chuyện. Em dâu, cẩn thận đâm vào tay kìa. Không sao. Anh trai uống trà, đây là cây trà trong núi, không phải trà ngon, anh uống tạm. Anh trai nghỉ ngơi trước, em đi làm việc ngoài đồng. Gần trưa, Triệu Uyển Nhi mới về từ đồng, anh trai ở lại ăn trưa nhé. Do anh cho vẫn còn nhiều. Không cần, nhà không ai nấu ăn. Chị dâu Uyển Nhi, sao chị để đại ca nhà họ Hứa đi? Em vừa từ đồng về, anh ấy nói phải về nấu ăn cho chị dâu. Đại ca nhà họ Hứa khó khăn là mới đến, sao chị lại đi đồng? Ở lại nói chuyện với anh ấy. Nói chuyện đi mà, trước đây bố mẹ em cứ tụ tập nói chuyện, tình cảm rất tốt. Việc đồng không thể bỏ, trời cứ không mưa, phải tưới nước, em một mình không xuể, trong lòng cũng lo lắng, và em không biết nói chuyện với anh ấy thế nào, trong lòng hơi sợ. Ôi, ở đây không có chuyện dự tang, anh Nguyên Trụ đi rồi, cả làng đều biết, lúc đó sẽ báo tên chị cho quan phủ. Đội đưa dâu, chị phải nhanh tìm người mình ưng ý, nếu không chỉ có thể dựa vào may mắn. Em biết rồi, chị dâu Uyển Nhi, lần nào chị cũng hơi hợt, may mà đại ca nhà họ Hứa nhờ em giúp rèn nỏ, vài ngày nữa chắc sẽ lại đến. Chị phải chú ý, nếu đại ca nhà họ Hứa không muốn, chị cũng phải nghĩ cách khác. Con tưởng ngươi ở lại với anh ta không về. Nếu ngươi mong như vậy, ta cũng không ngại. Hừ, ngươi qua đây đốt lửa, giơ vào bừa bộn thế, làm chút việc cho đỡ mập. Hừ, ngươi nói bậy, ngươi mới mập. Một lát sau, đột nhiên nghe thấy Phương Nhược la lên, bông vải bị cháy. Thấy cháy đã ném xuống chân. Người ngốc à, ta không muốn phiền ngươi, ngươi cứ bắt ta giúp, ta ngồi yên là giúp ngươi rồi, làm cháy cả váy của ta. Giật ngươi không cần tìm lý do, chỉ việc không biết nhóm lửa nấu ăn là đủ rồi. Ăn cơm đi. Nói ngươi một câu, đã giận rồi. Không giận, chỉ là người quý phải biết mình. Với thân phận hiện tại của ngươi, nếu người khác biết quá khứ của ta, chắc chắn sẽ bỏ ngươi, lấy một cô gái tốt hơn. Và ngươi không bỏ ta, đã lo liệu xong hết. Bây giờ hỗn loạn, ta đã là con gái lấy chồng,
không nơi nương tựa, nếu không phải người đón nhận, ta hoặc chết đói, hoặc bị quan phủ gả cho người khác tùy ý, gả cho một tên thô tục cục súc, chưa chắc người ta đã muốn, ta như này chẳng biết làm gì, lại mất sự hỗ trợ từ gia đình thương nhân. Ôi! Chuyện của Từ Lãng kết thúc, qua một năm rưỡi, sẽ không còn ai biết chuyện quá khứ của người nữa. À, có chuyện ta vừa nhớ ra, ngươi phải canh chừng Từ Lãng, ta từng nghe hắn nói, có kết nghĩa với một tên cướp ở núi Đại Thanh, là bạn thân, chắc họ có buôn bán qua lại. May mơn nếu tên cướp này không lớn, chắc không dám liều tấn công nhà Lao huyện. Ta đi một chuyến lên huyện. Vì chuyện ta vừa nói, cẩn thận là trên hết, ngươi phải cẩn thận, cướp nổi không phải dân làng Lâm An. Hừ, ta quý mạng mình. Ta nguyện cúi đầu nhận tội để lập công. Anh Tô, ngươi chẳng lẽ biết Từ Lãng bị thương nặng cần chữa trị, là bị thương nặng cần chữa trị sao? Đúng vậy, vốn dĩ ngày mai tuyên án. Lúc này nếu thực sự chết, cũng phiền phức. Hành Minh đại nhân đã cử lệnh cho người đưa Từ Lãng ra ngoài chữa trị. Nhưng anh Tô yên tâm, ta để Hồ Tuấn và Trương Thiên đi theo sát. Ngoài ra, Phương Viện Sơn cũng sắp xếp vài sai dịch kỳ mang đao đi theo. Ừ. Đưa ta đi xem, ngoài ra đi lấy giáp và khiên ở vũ khố, rồi tìm Phương Viễn Sơn, sắp xếp năm sai dịch cùng ăn no. Anh Tôn không cần thận trọng như vậy, thương bệnh chữa trị là chuyện thường, sai dịch thẩm vấn không nhẹ nhàng, y viện cũng do nha môn chúng ta chỉ định, người bên đó rất hiểu quy tắc. Đúng rồi, anh Tôn, dạo trước chúng ta làm náo loạn khá lớn, lúc này nếu không cẩn thận, dù lệnh là do Hành Minh đại nhân ban, chúng ta nhiều lần phản đối, dù dựa vào binh bộ tư, nhưng đây là huyện Thanh Sơn. Lý lẽ ta hiểu, nhưng lúc này, mật tín của chúng ta chắc đã gửi đến binh bộ tư. Nếu phạm nhân chạy thoát, sẽ là tội lớn thiếu trách nhiệm. Ừ, anh Tông nói không sai. Đây là tín vật đầu tiên chúng ta giao cho binh bộ tư. Không thể thất bại, ta dẫn người cùng anh Tông qua đó. Được, ta ở lại cánh bên của nha môn. Ngoài ra ta phải đồ đệ của ta qua, thân hình của hắn như một con gấu. Không lâu sau, Phương Viện Sơn dẫn 5 người lấy giáp và khiên. Đã đến, tôi nhìn một trong số sai dịch. Trời ơi, gần 2 mét, lần đầu tiên thấy người cao lớn vậy, thật như một con gấu. Các đồng nghiệp, bây giờ đổ mồ hôi nhiều, khi chiến đấu sẽ ít đổ máu. Tất cả tinh thần lên, mỗi người 2 lạng bạc tiền rượu ta bao. Tuân lệnh anh Tôm, đi. Các ngươi chờ ngoài cửa, ta phải rửa vết thương cho người bị thương, tháo vết máu trên quần áo, không tốt cho việc hồi phục. Khoảng một khắc sau, một đồ đệ của thầy thuốc cúi đầu, cầm quần áo bẩn ra. Hồ Tuấn và Trương Thiên không quay đầu, vẫy tay, bảo người nhanh đi, đừng để hắn chạy. Chết tiệt, những người này đều có đao quân dụng. Từ Lãng, ngươi dám phạm đao quân dụng. Ta Từ Lãng sao rơi vào bước này, hôm nay ta sẽ đích thân giết ngươi. Hừ hừ hừ, Từ Lãng ngươi chạy không thoát, bây giờ đầu hàng đi. Ta còn cho ngươi sống đến mùa thu. Tên vô dụng, đồ nhát gan, nếu không có ta, ngươi làm sao làm sai dịch. Anh Tôm là chó của ta. Ngươi cũng xứng kết tội ta sao? Ngươi cũng xứng kết tội ta sao? Trong thế đạo này, không ai có thể kết tội ta Từ Lãng. Khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết ta có nhát không? Từ Lãng trốn thoát, phạm tội trộm vũ khí, cướp bóc giết người vô tội, tội không thể tha, không cần xét xử. Như vậy thưởng 100 lạng bạc, các sai dịch đều vui mừng. 100 lạng bạc là trả thù xứng đáng. Lệnh của ta, hôm nay sẽ chém đầu ngươi. Trời ơi! Đừng động đậy, bảo vệ tôi, cứu tinh, hạ kiếm xuống, đóng cửa thành, các đồng liêu giết giặc. Đồ vô dụng ham sống sợ chết, hôm nay tha cho người một mạng, chúng ta đi. Trương Đại Ngưu không rời một bước, bảo vệ Hứa Sai Dịch chính là đại công, một khoản thưởng không thiếu phần của ngươi. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai giết được Hứa Sai Dịch. Đi theo tôi giết Từ Lãng, giết. Giết hai người đặt án trước. Làm hại sai dịch ta. Đại Ngưu tiến vào nghĩa cung của ngươi. Mẹ nó, không còn án nữa. Lão tử cũng có thể ngẩng đầu lên. Đại Ngưu bảo vệ, trái phải theo tôi giết. Cửa thành ở xa xa bắt đầu đóng. Theo đám người đi. 8 người hướng về phía miếu. Dọc đường không được ở lại. Giết vài người, gây hỗn loạn. Anh. Đại Ngưu cúi xuống kéo tôi lên. Vâng. Hạo Đại Ngưu chỉ cần bắt được Từ Lãng, ta Hứa Nhân sẽ thưởng riêng người 100 lạng. Ha ha ha, Hứa Sai Dịch, ngươi chỉ ta đánh Phương Viễn Sơn. Xông lên phía trước, Từ Lãng đang ở phía trước các người 100 mét. Đuổi hắn vào hẻm bên trái. Ừ, tốt, đừng đi về phía ta. Dẫn người vòng ra sau nhà Mã Thị, rồi vào khu vực Miếu Thị, thiết lập đường, không cho ai qua. Nhất định phải chặn đường cho ta.
đêm nay Thiên Vương lão tử cũng không qua được. Chặn lại. Được rồi, chúng ta chính là đại tội. Đi đâu? Tử Lãng chỉ về phía bên kia đường. Chính là Hoa Phủ, nhưng không còn là nhà hắn. Vì Văn Thư Hòa Ly đã ký rồi. Đó là Hoa Phủ. Chính là nơi Hoa Nương tử ở. Ta nhớ từng có lệnh của Cố đại nhân. Không phải sai dịch, không được ở lại đây. Hoa Nương tử này không đơn giản. Cao môn thâm uyên. Tử Lãng, nương tử nhà ta đã hòa ly với ngươi. Mau rời khỏi khu vực Hoa Phủ. Vương Bắc xin thông báo, Hoa Nương tử nể tình Hứa Mộ những năm này. Không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ cần cho ta trốn đến sáng, ta sẽ rời đi. Mau lui đi. Nói gì với lão này, chúng ta leo tường vào. Nghe tiếng cung tên rít, Hoa Phủ trang bị quân dụng chính phủ, giết Tử Lãng trước, tránh đèn dài. Sơn Phỉ cầm quân đao, chỉ dựa vào Tử Lãng rất khó bán ra. Có cần giữ lại một người sống không? Một miếng không thể ăn hết con lợn béo. Lúc này đừng sinh sự bất ngờ. Được. Anh. Đồ chết tiệt quan phủ. Lão tử 18 năm sau vẫn là hảo hán. Ta nguyện cúi đầu nhận tội lập công. Ta tưởng hắn muốn ra tay. Vô tội đáng thưởng. Cảm ơn huynh đài. Gặp các vị sai gia, vừa rồi Sơn Phỉ tấn công Hoa Phủ, gia đình Hoa Phủ buộc phải phản kích. Đây là lệnh cầm vũ khí do phủ nhà cấp cho Hoa Phủ. Sơn Phỉ tấn công Hoa Phủ có quyền phản kích. Đã là lệnh cầm vũ khí hợp pháp của phủ nha, thì việc này bỏ qua. Nhưng Hoa Phủ không phải huyện nha, quân dụng vẫn không nên phơi bày ra ngoài. Sẽ ghi nhớ lời sai gia. Đối phương vừa giải thích, vừa răn đe, ở huyện Thanh Sơn lại có sự tồn tại của lực lượng vũ trang thứ hai. Ngươi đoán bên trong có bao nhiêu người? Cung điện sâu thẳm nếu muốn giấu quân, ít thì vài chục, nhiều thì vài trăm cũng dễ dàng hừ. Hừ hừ. Đi thôi, trở về nha môn. Hạ nhân báo cáo với Cố Trung Minh về chuyện tối nay. Việc còn lại ngươi xử lý là được. Có một số việc cố gắng thu hẹp phạm sáu. Về việc tịch thu tài sản phạm tội của Từ Lãng, xem xét thiệt hại lần này khá nghiêm trọng. Số bạc thu được giao cho nha môn một nửa là đủ. Các tài sản khác như bất động sản và đồ đạc do ngươi xử lý là được. Cố đại nhân dám hỏi đại nhân, có lệnh mới từ Băng Bố Tư không? Hừ, Băng Bố Tư không chỉ mở cho nhà họ Hứa của ngươi. Khi nào có lệnh trên, cứ đợi là được. Ừ, nhiều chuyện. Hỏi hắn làm gì? Quân không chia là quyền của hắn. Tự mình xử lý vụ của Từ Lãng, làm cả huyện Thanh Sơn đêm nay không yên tĩnh. Hắn mà có tính tình tốt mới lạ. Cố Trung Minh chỉ cần nửa số bạc, các tài sản khác giao cho mình xử lý. Ý rất rõ ràng, cho chút lợi ích, để mình biết giữ mồm giữ miệng. Anh, vậy anh chết đi. Chị dâu, em sẽ chăm sóc chị. Mở đầu phản xác, người anh độc ác, dựa vào vẻ ngoài giống hệt mà thế chỗ. Trở về nha môn, hai nhân đưa 500 lượng bạc phiếu cho Đàm Lôi để anh ta thực hiện lời hứa đêm nay. Phiếu bạc này là Phương gia đền cho ta vì gả nhầm con trong gái. Trong số 1,0 lượng bạc phiếu này, gần hết rồi mê mơ. Làm đầu cũng không dễ. Bạc mở đường, một lần xuất quân hơn 20 sai dịch chính thức, cộng với những sai dịch trẻ bị sa thải. Còn có một số sai dịch chính thức đến muộn. Dù việc bắt Từ Lãng là nhiệm vụ của sai dịch, nhưng có thể làm hết sức thế cũng này. Cũng là do tự mình giải tiền, nhưng giết được Từ Lãng, tên này, đáng giá, sắp xếp vài người phong tỏa nhà Từ Lãng, cử người canh gác, sáng mai tịch thu tài sản. Ngoài ra, các thương gia giao dịch với Từ Lãng cũng cử người canh giữ, phòng ngừa bỏ trốn. Đã đến lúc thu lợi rồi vâng. Sáng sớm hôm sau, hai nhân dẫn người đi tịch thu một ngôi nhà mà Tử Lãng ở thường ngồi xuyên, trên mái nhà, giếng nước trong sân, phóng mật trong nhà vệ sinh và cột nhà, cùng từng viên gạch xanh dưới chân, thậm chí là tổ chim trên chỗ nào có thể giấu bạc, đều phải kiểm tra hết. Nói trước cho rõ, ai dám giấu, đừng trách luật pháp vô tình. Hừ hừ hừ, vì chút lợi nhỏ, mất đi chỗ ngồi của mình, thật không đáng. Ta đã phụ trách vụ án này, phần thưởng xứng đáng sẽ không thiếu một xu. Vâng. Hai nhân, lần này Từ Lãng giấu rất nhiều tài sản. Theo như những điểm ngươi vừa nói, lần tìm kiếm đầu tiên đã tìm được 500 lượng. Đó là chưa kể một số cổ vật, tranh chữ và trang sức. Tiếp tục 500 lượng bạc còn phải chia cho nha môn một nửa. Số còn lại chưa đủ bù đắp chi phí của mình. Hai nhân còn phát hiện 3 món đồ tốt. Ta chưa đăng ký. Mê mông, là đồ gì tốt, trị giá bao nhiêu bạc? Hi hi, cái này ngươi tự đánh giá đi. Đàm Lôi sau đó phất tay. Cô Tuấn và Trương Thiên cầm đao, áp giải ba cô gái đến. Khoảng 18, 19 đến 20, 27, 28 tuổi. Mập gầy khác mỗi nhau, mỗi người một vẻ. Từ Lãng bị bắt mấy ngày này, chúng không chạy trốn. Chúng là nô lệ, chạy ra khỏi thành cũng không ai dám. Ở lại cũng không bị liên lụy, dù sao cũng là mỹ nhân. Sao ngươi không giữ lại cho mình? Ta đã lớn tuổi rồi, nên lập gia đình rồi. Mẹ già ở nhà mấy hôm còn thúc giục ta lấy vợ. Đàm huynh có thể thử dùng a cất, vừa có thể trò chuyện giải sâu, vừa có thể tìm đối tượng. Cái này đáng tin không? Ta giới thiệu thì làm sao không đáng tin? Anh em bên cạnh ta đều đang dùng, ngươi cứ yên tâm. Hơn nữa thao tác lại tiện lợi, vào phía dưới bên trái là có thể tìm người trong vòng trăm mét, đều là người thật chân thành tìm người yêu, không cần kết bạn, trực tiếp trò chuyện được. Nếu thấy không phù hợp, mỗi ngày còn có mỹ nhân khác chủ động chào hỏi.
không sợ miệng lưới vụng về. Bây giờ vào, con có thể tìm người sinh cùng ngày. Vậy ta tối sẽ thử. Về ba cô gái này, ta giúp ngươi tìm nhà trước an trí, sau đó đổi nô tịch sang tên ngươi. Dù sao việc này, chỉ cần bà không ít, thiếu vài người cũng không sao. Điều này... Ừ. Từ Lãng lần này trời sót lại, chưa biết trước đó đã qua bao nhiêu người. Ba cô gái này trên thị trường ít nhất là 300 lượng. Dù không dùng, sau này bán cũng có giá trị. Nữ nhân đắt thế này khác hẳn những người khác. Bốn loại nữ nhân nổi tiếng nhất của Đại Thái là Dương Châu Ồm Yếu, vợ lớn của Đại Thái Đồng. Sơn Cô Tử và Tây Hồ Truyền Người Nương. Đàn bà lớn tuổi đó là vợ lớn của Đại Đồng, giá trị không một nhỏ. Một người có thể đáng hơn 200 lượng. Còn hai cô trẻ kia, dù không thuộc bốn loại kia, nhưng trẻ đẹp, rất có nhan sắc, cũng đáng 100 lượng. Còn vợ lớn của Đại Đồng đúng là giấc mơ của đàn ông. Từ nhỏ đã được huấn luyện, da trắng, xinh đẹp, con giỏi kỹ năng. Đường cong mê hoặc khó nói thành lời. Bỏ lỡ rồi. Ở huyện Thanh Sơn nghèo này của chúng ta, lần sau gặp không biết khi nào. Đã có kỹ năng đặc biệt thì là người có ích. Hi hi, hiểu rồi. Hai cô trẻ kia Hà Nhân không thích, sau này làm nha hoàn hoặc bán lấy bạc. Ừ, ngoài ra, người sắp xếp người đưa 10 cân sắt tinh đến thôn Thanh Sơn, giao cho thợ rèn tên Thiết Đản. Ta sẽ sắp xếp ngay. Nước trong thì không có cá, thỉnh thoảng thuận theo thời thế, mới phục vụ được đại thánh và dân chúng. Ha 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 ha. Sau đó Hà Nhân đến phía Nam Thành, 12 thương gia có giao dịch với Tử Lãng, trưởng quý run rẩy chạy đến, không dám làm gì, đứng thành hàng cuối đầu. Chắc các người cũng biết, Tử Lãng đã bị giết bởi Sơn Tặc. Bây giờ nha môn, nghi ngờ các người có liên quan đến Sơn Tặc. Là Sơn Tặc, nha môn luôn giết để răn đe, thả giết lầm, không để sót. Ta biết trong 12 nhà này chắc chắn có oan, cũng có bị Từ Lãng ép buộc, nhưng không liên quan ta, oán thì oán Từ Lãng, nhưng người bị oan cũng đừng trách. Vì ai có giao dịch với Sơn Tặc, thủ phạm thật sự sẽ không thoát. Nhà môn cũng coi như giúp thương gia bị oan báo thù. Đại gia tha mạng, ta thật sự không biết Từ Lãng liên quan Sơn Tặc. Đại gia, xin tha mạng, trên có mẹ, dưới có con thơ đang tập nói. Đại gia, ta biết sai rồi. Xin ngài, nghề nghiệp cầu hôn, ta không biết Từ Lãng có liên quan Sơn Tặc. Hừ hừ hừ, bây giờ cho các người một cơ hội sống, cho mỗi người một phong bì cùng kích thước. Bên trong có tờ giấy, viết ra hàng hóa giao dịch với Tử Lãng. Nếu đã bán rồi, viết số bạc bán được, sẽ có nha môn đồng loạt mua bao tải không đánh dấu từ phía Đông Thành. Rồi về, đem hàng hóa và bạc viết trên giấy, tất cả bỏ vào bao tải, ném sau cửa hàng của các ngươi. Chuyện này chỉ mình ta biết. Giao đồ ra, chuyện Sơn Tặc không liên quan các ngươi. Nếu nghĩ Từ Lãng chết là hết bằng chứng. Thực ra mà nói, Từ Lãng trước khi chết đã khai hết. Ai liên quan Sơn Tặc không cần nhân chứng vật chứng, chỉ cần khẩu cung đủ để lấy mạng các ngươi. Giao ra, có thể bảo vệ mạng sống gia đình. Nếu không, đừng trách ta không cho cơ hội. Quan trọng là bạc hay là mạng sống, tự các ngươi quyết định. Cảm ơn đại gia đã cho cơ hội. Sau khi viết xong, hạ nhân mở ra xem. Tính sơ bộ, khoảng hơn 400 lượng, gấp đôi số Tử Lãng đã khai là 200 lượng. Quả nhiên có liên quan đến Sơn Tặc. Tận 100 con thú, một lần nhiều thế, chỉ có Sơn Tặc lâu năm mới làm được. Theo giá thịt và lương thực, dân thường chắc chắn không mua nổi thịt này. 100 con này giá trị hơn năm 2.000 lượng, giàu to rồi. Không lạ gì, Sơn Tặc giúp Từ Lãng bỏ trốn. Năm 2.000 lượng bạc, từ việc tịch thu, rõ ràng chưa đủ số này, vẫn còn thiếu. Bạc phiếu dễ giấu, khó tìm. Hà Nhân không ở lâu, vụ bạc phiếu quan trọng nhất. Vì thư chỉ mình hắn thấy, một khi tìm được bạc phiếu, đó là tiền riêng của hắn. Đi làm việc chính, xong việc, tặng ngươi một con cừu nướng nguyên con, ha ha ha. Hà Nhân huynh làm gì vậy? Hà Nhân dẫn Trương Đại Ngưu đến nhà Tử Lãng, cửa gián niêm phong, đã tịch thu xong, không còn ai canh gác. Người canh ngoài, không để ai vào. Hà Nhân đến cửa đại sảnh, đang xé niêm phong, thấy cửa sổ đại sảnh mở. Nhớ rõ, sau khi tịch thu cửa và cửa sổ đều đóng. Ai đó, ta thấy ngươi rồi. Đi chết đi, dám cướp đồ của ta. Anh em bắt sống hắn. Ôi mẹ ơi. Chết tiệt. Tên trộm chạy đâu? Đại Ngưu đừng đuổi nữa, Hà Nhân không sao chứ, ngươi chờ đây. Chắc không mất, bạc phiếu trong thư phòng dễ giấu nhất. Dù sao nhiều sách, giấu đâu cũng rất kín. Hoạt động cổ tay, bắt đầu lục tìm từng quyển, tìm gần nửa canh giờ, không thấy bạc phiếu, ở đây không có, nơi khác không thể có. Lần này Tử Lãng giấu ở đâu? Trong nhật ký của Hạo đại ca, nói Tử Lãng thích đọc sách trong nhà môn, nhưng học vấn không cao, ô... Đi Đại Ngưu, về nhà môn.
Thứ này ai cũng có. Ít ai chú ý Tử Lãng. Tử Lãng người thật là danh ma. 4 tờ bạc phiếu 5.000 lượng đã có. Gì cơ Hà Nhân? Không hay rồi, có người cướp đồ của ta. Cái gì ai to gan vậy? Dám cướp đồ của huyện ta? Là người của quân phòng vệ. Quân phòng vệ theo cấu trúc của một huyện. Quân phòng vệ khoảng 200 người. Chết tiệt, đánh cũng không lại. Ý ngươi là gì? Tất cả đều đã nói. Mẹ kiếp, những thứ khác cũng chỉ mất 8 con lợn rừng và tài sản trị giá 2,0 một số tiền lớn như vậy, cũng không sợ làm họ nó chết đi. Lúc này phía sau Tử Lãng, Tần Lỗi và Trương Thiên cùng ba kẻ khác bị đánh cho mặt mũi đầy máu. Ba người bị người khác đạp đen cổ nhục nhã quỳ xuống đất. Cả quản lý Tử Lâu cũng bị đánh co ro trên đất, rên rỉ cầu xin ngừng tay. Ừ, là ngươi kêu ngừng tay sao? Nhân thấy một binh lính phía sau Vương Hổ, ánh mắt hướng về hắn chứa đầy sát khí. Sao lại quen mắt thế này? Ta đã gặp ngươi ở nhà Tư Lạc. Ngươi dù có bịt mặt, nhưng ánh mắt và hình dáng ta nhớ rất rõ. Hừ hừ hừ, đại ngu ca, ngươi nói cái nhà gì? Ta không biết. Bảo sao quen mắt thế? Xem ra quân dự bị đã có chuẩn bị mà đến. Lần này khó mà kết thúc tốt đẹp. Không biết đối phương biết bao nhiêu chuyện về Tử Lăng. Đội trưởng Vương Hổ, mọi người có phải có hiểu lầm gì không? Hừ, ngươi là ai? Ta biết ngươi. Vương Hổ, ngươi có ý gì? Hỏi bọn nhóc các ngươi. Ở huyện Thanh Sơn, chỉ có huyện lệnh Cố Trung Minh, huyện thành Trần Đại Lôi và huyện úy Hành Dân ba vị đại mới nhân có tư cách gọi tên ta. Muốn ra tay sao? Dựa vào đám nhỏ bé không có chỗ đứng, chỉ xứng bắt nạn người thường như các ngươi. Dám ra tay sao? Ngươi thử ra tay xem. Phi, lần trước dám đánh ta như thế Tử Lăng đã chết rồi. Khoảng cách này, đối phương lộ sát khí, tay nắm chuôi đao, chỉ cần mình ra tay, đối phương sẵn sàng một đao chém mình. Với tình hình huyện Thanh Sơn hiện tại, nếu mình bị chém, ba chủ quản của huyện Thanh Sơn chắc chắn sẽ bỏ qua, hoặc là trong lòng còn thầm vui. Ha ha ha, thằng nhóc biết nhịn đấy, ta sẽ theo dõi ngươi. Ha ha, chúng ta không mang vũ khí nặng. Người chơi cờ rõ ràng bất lợi. Chúng ta đi. Nhân huynh, bọn họ rõ ràng là cướp đồ của chúng ta. Ta không cam lòng. Để sau này tính. Ta có cho các ngươi đi chưa? Vương Hầu, đây là khu thành huyện Thanh Sơn, thuộc quản lý của huyện Thanh Sơn. Các ngươi phụ trách giữa cổng thành. Thật sự muốn khai chiến sao? Ngươi một đội trưởng nhỏ bé, không có cấp bậc gì, chịu nổi trách nhiệm này sao? Nói với ta khai chiến, ngươi là cái thá gì? Bao vây lại, hôm nay dạy cho đám sai dịch này biết thế nào là đại thành quân một nhân. Đám chỉ, các ngươi xứng so với chúng ta sao? Vương Hộ, đủ rồi đấy, phải gây chuyện đến thành phủ để quan trên biết sai dịch và quân thủ thành huyện Thanh Sơn đánh nhau. Ha ha, được, nể mặt đại nhân hành dân. Nhân huynh, huyện Thanh Sơn có quy củ của huyện Thanh Sơn, đừng tưởng rằng làm sai dịch chính thức là có thể làm bừa. Ngươi còn dựa vào luật lệ đánh thắng, có thể chấn áp được người thường. Đối với những binh lính mù chữ này, họ nói là thi hành quân vụ, ngươi có thể làm gì họ? Trong huyện Thanh Sơn chúng ta quyền lực sai dịch là lớn nhất, nhưng lực chiến mạnh nhất ở huyện Thanh Sơn vẫn là 200 quân thủ thành. Tên triệu chí bằng này chắc là đã leo lên đại nhân hành dân. Không biết thân phận của nhân huynh có không? Hơn nữa đại nhân hành dân đến quà đúng lúc, như thể chờ xem náo nhiệt vậy. Không cần để ý những sai dịch này. 2,0 lượng ngân phiếu cộng thêm 8 con lợn rừng, ta đã bỏ vào túi vải bố theo yêu cầu. Ta thật sự không biết đám quân thủ thành này sao đột nhiên đến. Ta thề thật sự không liên quan gì đến ta. Quân thủ thành dám cướp đồ của chúng ta, sau này cần ngươi làm chứng, ngươi phải làm chứng. Này 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 này, này, làm chứng không muốn tôi làm chứng. Ừ, thêm nữa, người nghĩ ai tiết lộ tin tức, thông báo cho đám lính này. Chắc chắn là Mã Tứ Hải, cái tên khốn nạn này. Lúc chúng ta rời khỏi Tử Lâu vào ngày đó, hắn đã luôn miệng bất mãn. Hơn nữa hắn chịu trách nhiệm cung cấp lương thực cho lính nhiều năm và có quan hệ với họ. Mã Tứ Hải, Tử Lâu Mã Gia. Tên này, trong phong thư ban đầu ghi hàng hóa chỉ là một số món như mì lạnh, cũng chỉ khoảng 4-50 lượng. Hắn giao dịch với Tử Lăng cũng không ít hơn ta. Ta nghe Tử Lăng nói, hắn hơi tham lam, thêm vào đó có quan hệ với lính, nên đưa Tử Lăng ít hơn một chút. Sau đó Tử Lăng lén lút tìm đến ta. Nếu ngươi nói đúng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn Trải Vân. Chết tiệt lính khốn. Bọn khốn này, ăn của huyện Thanh Sơn, uống của huyện Thanh Sơn, vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế. Bình thường chẳng làm việc gì, chặn cổng thành lấy tiền thuốc, mỗi tháng không chỉ vài trăm lượng, vậy mà còn dám thò tay vào trong huyện. Những người này chẳng qua là không dám ra tiền tuyến tìm cách, dựa vào quan hệ gia đình trong đội ngũ hạng 2. Là cái quái đại thành quân nhân. Tần Lỗi, người đi mời những người tham gia lần vây bắt Tử Lăng đến ngoài viện. Chẳng bao lâu sau, Phương Viện Sơn và Hạo Quân dẫn người đến. Lần này vây bắt Tử Lăng, một phần là người của họ,
Người của Triệu Chí Bằng cuối cùng cũng đến. Trong vụ Từ Lăng này, hắn thực sự đã đóng góp. Tịch thu phủ đệ của Từ Lăng được 1,2 lượng, giao nộp quan phủ 600 lượng, còn lại 600 lượng bạc. Ta tự bỏ ra thêm 500 lượng. Ngoài ra phủ đệ của Từ Lăng bán một số đồ, bán được 150 lượng. Ở đây có tổng cộng 1,25 lượng. 250 lượng dùng để bồi thường cho người bị thương và bù đắp tổn thất tài sản của họ. Ngoài ra ta mời những đồng nghiệp bị sa thải trước đó, để lại cho họ 200 lượng. Cuối cùng 800 lượng, chia cho mọi người ở đây. Nhân huynh, ngươi không cần tự lấy bạc ra đúng không? Không có quy định đó. Hừ hừ hừ. Nhân huynh Nhân Nghĩa, ngươi còn có 500 lượng. 500 lượng của ta là do nhà Phương bồi thường. Lúc đó có không ít sai dịch tại hiện trường. Ta có thể làm chứng. Lúc đó ta cũng có mặt. Ha ha, ta không có ý gì khác. Thật ra Nhân huynh không cần tự bỏ tiền túi. Ta nghĩ, tổn thất của những người đó không cần bồi thường nhiều. Còn những người sai dịch bị sa thải. Dù sao họ là người huyện Thanh Sơn, có nghĩa vụ phối hợp với sai dịch của chúng ta. Có nghĩa vụ không có nghĩa là phải liều mạng. Đã liều mạng, thì quan phủ không thể bỏ qua người đã đổ máu. Còn người đi đường, chỉ cần vì công việc bị thiệt hại, chúng ta có nghĩa vụ bồi thường cho họ. Vụ của Triệu Chí Bằng lần này là do Nhân huynh chủ trì. Chia thế nào là do hắn quyết định. Ngươi không hiểu quy tắc này sao? Ờ. Phương huynh giúp chia. Rất nhanh mọi người bắt đầu nhận bạc. Người ở đó có vui có buồn. Ta không phục. Ngươi không phục cái gì? Từ Lăng là do ta bắn chết. Đại Trương Đại Ngư, chỉ lôi kéo ngươi cũng lấy được 50 lượng. Rõ ràng công lao của ta lớn nhất, sao lại không có thưởng cho ta? Ngoài ra, Triệu Chí Bằng đại ca của ta để về giết Từ Lăng đã không ít công sức, hắn cũng không được thưởng. Rõ ràng là áp bức chúng ta. Không công bằng như vậy, sau này ai còn dám hết lòng giúp ngươi? Chính là tại sao chúng ta không có thưởng. Chúng ta cũng có công mà. Triệu Chí Bằng đại ca là thầy của sai dịch Thương Bình. Phải bình sai dịch, các ngươi không biết xấu hổ sao? Đưa bà còn đưa nhầm. Có bản lĩnh thì vứt bạc đi. Có người có sữa uống, lại đi mắng người cho sữa. Không phải chỉ các người không được thưởng, còn có mười mấy người khác nữa. Ngươi là Lưu Siêu đúng không? Phải, Từ Lăng là do ta bắn chết, công lao của ta lớn nhất. Hừ hừ hừ, Từ Lăng đã đầu hàng, ta chưa ra lệnh ngươi đã bắn chết hắn. Ngươi đã thừa nhận, vậy thì dễ xử lý rồi. Theo quy tắc không tuân lệnh, tự ý hành động, thương đồng giám nguyệt. Theo điều tra, Từ Lăng và Sơn Tặc ngoài thành có giao dịch tài chính lớn. Khi đó Từ Lăng đã cùng đường. Ta đang chuẩn bị ép hắn khai ra nhiều người và việc hơn. Ngươi lại đột nhiên bắn chết hắn. Không thể không khiến ta nghi ngờ ngươi có liên quan đến Từ Lăng. Người đầu bắt hắn lại, đưa đi thẩm vấn kỹ càng. Nhân huyền, ngươi cố ý trả thù. Mẹ kiếp, ngươi chắc chắn là đánh trả thù. Có bản lĩnh thì tìm lính thủ thành mà gây rối. Bị đánh mặt, lại quay về tìm đồng nghiệp xả giận. Ngươi đúng là hèn. Cầm miệng lại. Nhân sai dịch, đây là nha môn, đánh đồng nghiệp như vậy có quá đáng không? Các ngươi không phục, cho đến khi Từ Lăng bị giết các ngươi mới xuất hiện. Các ngươi sợ Từ Lăng còn sống nói gì sao? Hay là các ngươi cùng một phe với Từ Lăng? Này 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 này! Nhân huyền, người muốn bắt hết sai dịch huyện Thanh Sơn. Đại nhân hành minh, vụ Từ Lăng chưa hoàn toàn kết thúc. Ta được đại nhân Cố Trung Minh giao phó vụ này. Trong thời gian này, ta có quyền, cũng có lý do để bắt giữ bất cứ kẻ tình nghi nào. Hừ, sai dịch Nhân huyền có quyền thực thi pháp luật độc lập, nhưng ta là cấp trên trực tiếp của ngươi. Khi ngươi rõ ràng sai lầm, ta có thể chỉ ra và sửa chữa. Đại nhân Cố ra lệnh không giết binh lính, chỉ thị Triệu Chí Bằng, Lưu Siêu và 5 người, cùng Từ Lăng, Triệu Thái và 5 người, tổng cộng 10 người bị bãi chức sai dịch huyện Thanh Sơn, ngay lập tức cách chức. Trước đây lỗi lầm không tính, ngươi có tên trong danh sách lập tức rời nha môn. Số lượng sai dịch bổ sung sẽ được thông báo sau. Đại nhân hành minh, sẽ giúp ta mà. Triệu Chí Bằng, ngươi nói gì vậy? Ta giúp ngươi cái gì? Không không có gì.